Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị, cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo kế hoạch sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Dự kiến mức lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Một số khoản phụ cấp của cán bộ công chức viên chức sẽ không còn. Cải cách tổng thể lần này nhằm mục tiêu tiền lương là nguồn thu nhập chính đảm bảo đời sống của người lao động và gia đình, người hưởng lương, tạo động lực nâng cao hiệu quả làm việc. Thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả, công bằng, bình đẳng, không gây xáo trộn lớn. Khi thực hiện cải cách tiền lương, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. Thay vào đó, sẽ thiết kế lại cơ cấu tiền lương mới. Theo đó, cơ cấu lương mới gồm lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Bổ sung tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Như vậy, ba khoản thu nhập chính thức của cán bộ công chức khi cải cách tiền lương sẽ bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp và tiền thưởng. Dự kiến tiền lương trung bình của công chức viên chức tăng khoảng 30%. Cán bộ công chức viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Cụ thể, ban hành hai bảng lương mới thay thế cho 5 bảng lương hiện hành đang áp dụng với công chức viên chức. Một số khoản phụ cấp bị cắt bỏ khi cải cách tiền lương, một số khoản được sắp xếp gộp lại, thay đổi so với chế độ phụ cấp hiện hành. Tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã bố trí 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Theo chính sách tiền lương mới, lương nhà giáo, bác sĩ sẽ được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. Điều này sẽ khắc phục những bất cập về thu nhập của giáo viên, bác sĩ thời gian qua. Họ đang rất mong chính sách này sớm được triển khai để an tâm công tác cũng như cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chồng người và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Hơn 21 năm công tác và có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục, thầy Nguyễn Thanh Tuấn cũng như hàng nghìn cán bộ, giáo viên khác vẫn luôn trăn trở về thu nhập tiền lương của bản thân. Trước thông tin về cải cách tiền lương sẽ được triển khai trong thời gian tới, thầy rất vui mừng. Nhiều người, thậm chí có nhiều người thầy cô giỏi lắm, lên cả bậc quản lý rồi, nhưng mà họ vẫn là rụt ra ngoài để rồi mưu sinh, để rồi kiếm thêm đồng lương để đáp ứng được cái cuộc sống đời thường hàng ngày của họ. Sắp tới đây cái cải cách tiền lương, theo tôi nắm bắt được thì nó là một trong những nhóm mà được ưu tiên nhất đối với ngành giáo dục và ngành y tế. Rất mong được cái chính sách này là cái được triển khai sớm để rồi giữ chân được những người giỏi. Nghệ An có gần 50.000 giáo viên và gần 14.000 y bác sĩ đang phục vụ trong ngành giáo dục và y tế. Lâu nay, dù là những ngành nghề mang tính đặc thù nhưng chế độ tiền lương vẫn còn thấp. Điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý cũng như cuộc sống của họ. Vì vậy, việc áp dụng chính sách tiền lương mới tới đây được mọi người chờ đợi bởi sẽ cải thiện rất lớn tới đời sống, thu nhập để họ yên tâm gắn bó với nghề. Ngành y tế thì nó đặc thù hơn so với các ngành nghề khác, có áp lực và rất nhiều áp lực nặng nề đó trong công việc cũng như cuộc sống. Tôi rất trân trọng và kỳ vọng là khi về việc thì tăng lương này, cái mong muốn của tôi cũng rất nhiều, rất mong muốn được thực hiện càng sớm càng tốt. Các cái cơ quan hữu quan khác thì họ đang tính toán, nhưng mà tôi hy vọng là cái cải cách tiền lương này sẽ đưa lại cái thu nhập tốt hơn cho cán bộ giáo viên và đặc biệt là trực tiếp là người lao động, người giáo viên đang giảng dạy ở là các trường học. Và tôi cũng mong là cái chính sách tiền lương này là triển khai sớm để là các giáo viên yên tâm công tác. Chính sách tiền lương mới được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chảy máu chất xám ở ngành giáo dục và y tế. Và điều này cũng góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh. Còn chưa đầy một tháng nữa là tới thời điểm thực hiện cải cách tiền lương. Với nhiều giải pháp đồng bộ, cải cách tiền lương lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực để người lao động cống hiến. Tuy nhiên, đối với nhiều công chức viên chức lại nửa mừng nửa lo bởi chưa biết cách tính lương mới thì sẽ như thế nào? Tổng thu nhập có thay đổi nhiều không? Mức lương nhận được liệu có hơn mức lương cũ? Là công chức phụ trách về văn hóa thông tin đã 22 năm, tính cả lương và phụ cấp, chị Ngân được 8 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Gia đình chị phải chi tiêu dè sẻn mới đảm bảo sinh hoạt và nuôi hai con ăn học. Nghe thông tin, lương công chức sẽ tăng 32%, nhưng sẽ bãi bỏ, thu gọn chỉ còn 9 loại phụ cấp. Chị không khỏi lo lắng.
Sắp tới thì cũng sẽ có tăng lương là 30%, nhưng mà chúng tôi cũng băn khoăn là khi mà tăng lương như thế thì cũng sẽ thực hiện cắt bỏ một số loại phụ cấp cũng như là một số hệ số mức lương cơ sở thì tiền lương của chúng tôi là có bị giảm hay không. Chúng tôi làm nhiều việc như nhà nước hỗ trợ để chúng tôi có thêm nguồn lương thì chúng tôi cũng rất là vui và cố gắng, nhưng hiện nay thì nhiều việc nhưng mà lương của chúng tôi không được tăng, vẫn là như vậy thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Theo chính sách tiền lương mới, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Tuy nhiên, nhiều công chức băn khoăn mức lương chi trả liệu có tương xứng và thể hiện giá trị lao động của họ. Bên cạnh đó là những lo ngại lương tăng kéo theo giá cả tăng mạnh. Tôi đã công tác được 12 năm rồi, cái mức lương hiện tại của tôi là 6,8 triệu. Thì tôi cảm thấy là cái mức lương hiện tại nó chưa đủ để đảm bảo cuộc sống của bản thân tôi, chưa nói đến là để đảm bảo để nuôi hai cháu nhỏ. Tôi cũng cảm thấy băn khoăn bởi vì không biết là liệu đồng lương tăng được một chút nhưng mà giá cả thị trường các thứ cũng tăng, nó kéo theo thì không biết là cái việc chi tiêu của gia đình nó có thể đảm bảo được không. Đối với các cái vị trí việc làm thì có những cán bộ người ta cũng làm rất là lâu năm, thì bây giờ cái tính cái mức lương như thế nào so với những cán bộ mới vào làm, bởi vì người ta cũng cống hiến rất là nhiều năm rồi. Như bản thân tôi cũng vậy, tức là tôi làm đến năm nay là 24 năm, tuy nhiên thì cái mức lương của tôi hiện hưởng thì cũng chỉ 3,66, cũng không thể đáp ứng được những cái đảm bảo cho cuộc sống. Thế cũng mong muốn rằng trong cái cải cách tiền lương tới đây thì cũng có cái sự nghiên cứu về các vị trí việc làm cũng như vậy, và cũng như là đảm bảo cái mức lương để làm sao để cho cán bộ cũng yên tâm. Thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đang tới gần, nhưng nhiều người thụ hưởng vẫn chưa biết bảng lương mới của mình, vẫn còn những băn khoăn về xác định được vị trí việc làm. Làm thế nào đấy có cái vị trí việc làm cho chuẩn xác nhé. Ông từ đấy thì mới là có để ra lương, mà lương không phải là bình quân, lương có thể là chênh nhau rất nhiều, có thể một người 100 triệu cũng được, một người là 10 triệu cũng được, nhưng mà phải có đánh giá đúng là cái sự hiệu quả của một người 100 triệu khác hẳn người 10 triệu. Chúng ta chỉ có thể được nhân dân đồng thuận khi chúng ta đánh giá đúng hiệu quả, đúng giá đúng không cả, chúng ta trả lương đúng và các thứ. Chứ còn hiện giờ thì tôi nghĩ là có lẽ đây gọi là bước đầu cái lương thôi, chứ còn gọi là cải cách thì tôi nghĩ mà chuyện đề thì chắc là chưa có đâu. Trải qua 4 lần cải cách, nhưng chính sách tiền lương vẫn còn bất cập, chưa phù hợp với vị trí việc làm, còn mang nặng tính bình quân. Điều này đã khiến hàng vạn nhân sự khu vực công thôi việc. Những người ở lại với mức lương bèo bọt vẫn phải làm thêm để trang trải cuộc sống. Do vậy, cần phải có những hành động quyết liệt trong cải cách tiền lương để mức lương tương xứng và thể hiện giá trị lao động của công chức, viên chức. Tiền lương và vấn đề cải cách tiền lương được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm và nhiều lần có ý kiến thảo luận chất vấn trước Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã có những chia sẻ làm rõ những vấn đề liên quan đến cải cách tiền lương và những ảnh hưởng của nó tới đời sống xã hội. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày 6 tháng 6, đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, đoàn Nam Định đã chất vấn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến kiểm soát lạm phát trong bối cảnh cải cách tiền lương, biến động chuỗi cung ứng. Trong thời gian qua, chính phủ cũng đã rất nỗ lực kiểm soát chặt chẽ lạm phát. Tuy nhiên, áp lực điều hành lạm phát vẫn còn rất lớn. Nhất là sắp tới chúng ta sẽ triển khai cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Vậy, trân trọng đề nghị Phó Thủ tướng cho biết định hướng công tác điều hành giá trong thời gian tới để bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tôi cho rằng là câu hỏi và cái đặt ra bối cảnh tình hình của đại biểu nêu là hết sức chính xác. Trong bối cảnh tình hình này thì có thể nói là lạm phát thì nó liên quan rất nhiều các cái mặt hàng thiết yếu mà như hôm nay tôi đã báo cáo. Thì trong đó thì Việt Nam là một cái nền kinh tế mở nên chúng ta nhập khẩu khá nhiều các cái vật tư, nguyên liệu. Và điều này thì sẽ phụ thuộc vào thị trường thế giới. Và trong khi mà chúng ta đang thực hiện nhiều cái gói kích cầu và thực hiện tăng lương thì cái điều này có thể là một cái nguyên nhân dẫn đến cái biến động và ảnh hưởng đến cái kinh tế vĩ mô, đặc biệt là vấn đề kiểm soát tỷ số lạm phát như mà Quốc hội cho phép. Chính phủ trong thời gian vừa qua thì báo cáo với đại biểu là đã chỉ đạo các bộ các ngành đã triển khai rất là quyết liệt các giải pháp đồng bộ thông suốt trong đảm bảo về sản xuất, cung ứng, lưu thông và phân phối để bảo đảm các cái mặt hàng ấy, và đặc biệt là các cái mặt hàng mà chính phủ quản lý và kiểm soát về giá thì được điều chỉnh bởi một cái lộ trình phù hợp.
Trước đó, trong phiên Quốc hội thảo luận lấy ý kiến vào luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đề cập đến vấn đề cải cách tiền lương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh chúng ta đã cải cách tiền lương đã 20 năm rồi. Và cái khó nhất của cải cách tiền lương là không có tiền. Thì đợt này là có tiền rồi. Nhưng báo cáo lại cái mừng cái đó. 680.000 tỷ đã báo cáo Quốc hội rồi. Trong cải cách tiền lương thì rõ ràng chúng ta thấy là cấp bách và cần thiết hiện nay. Nhưng mà cải cách tiền lương thì cũng phải nói thật là vấn đề mới, vấn đề phức tạp. Mà phức tạp ở đây bởi vì thế này, cốt lõi của cải cách tiền lương chính là trả lương theo vị trí việc làm. Mà muốn trả lương theo vị trí việc làm thì anh phải xác định được vị trí việc làm. Mà ở đây vị trí việc làm là gì? Vị trí việc làm thì nó có 3 đặc điểm. Một là phải tính ổn định. Thứ hai là tính lâu dài và ba là tính thường xuyên. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết về bản chất cải cách tiền lương chỉ đề xuất là mức tham chiếu. Đây là khái niệm mới thay mức lương cơ sở bởi Nghị quyết 27 của Trung ương có nói bãi bỏ mức lương cơ sở. Thứ hai là chênh lệch lương hưu giữa trước và sau ngày 1 tháng 7 về bản chất không có gì khó khăn. Vừa qua, Bộ đã xử lý bằng Nghị định 42. Còn đối với khu vực lực lượng vũ trang thì sẽ ghi nhận ý kiến và báo cáo lại cấp có thẩm quyền. Và đến đây, chuyện trong ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.